chào cả nhà, em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Cả nhà. Rồi chị ba quay con rồi đó, đợi nó phải bắt quay cho nó đó cả nhà. À, bữa nay hai mẹ con em có một món bao tử ếch này cả nhà. Nhưng mà bây giờ em chưa nói em làm gì đâu, cả nhà nhớ đón xem em coi bữa nay em làm bao tử ếch món gì nghe. Bây giờ hai mẹ con em ra giường hái rau tiếp nghe cả nhà. Đây nè nè nè, đứng lên đi đi đi, đi. Con chào ông bà cô chú, con đi hái rau nè. Đó, quậy rồi đó. Nó giành cái gỗ của em rồi đó, sửa sạn thôi là nó đi giành cái gỗ của em rồi đó. Thôi mẹ con mình đi nha. Ông nhỏ này nè cả nhà, đi tới đâu á là cũng cái nè, em xách cái gỗ này em phải cho ông cái gỗ này. Cái đó cái gì? Cái gì? Em đi tới đâu là phải ổng xách theo á, phải cho. Ừ biết rồi, có vô đây không? Con có vô đây không? Mệt lắm. Mằng mà có cái ông nhỏ này đi ra là mệt lắm cả nhà. Đó, đứng bành cái đám lan của tôi luôn rồi. Hái rau đi, hái rau đi. Đó, em gái phải nói một cái nữa mới chịu. Ơi, đây bỏ cho gỗ vô, bỏ cho banh vô. Rồi bưng đi vô nhà luôn đi. Rồi ở đây cho tôi làm hái rau, đi đi. Đi đi, có đây không? Đi thì đi đi. Rồi cho banh vô. Mệt lắm không cả nhà. Nó quậy gì đó. Chào cả nhà chưa? Rồi nè. Trời, banh cái đám rau của mẹ hết rồi. Dạ, chào cả nhà chưa? Vô. Vô. Rồi đi vô đi nha. Em hái rau xong rồi em còn đi cắt xả nữa cả nhà. Cả nhà nó ai đứa cả nhà biết em mắng gì chưa, bao tư hết thì biết chưa làm món gì chưa cả nhà. Rau lan thì em xào rồi đó, em nói nay rau lan em xào với nó có luộc. Thành quả em là cả nhà ơi, hái nãy giờ được một gỗ rau này đây, có một đám vườn rau nhỏ xíu của em đây, hái được gỗ này. Giờ em đã với thêm em chui vô trong kia cả nhà, chui vô trong kia kìa, em được hai trái ớt. Trong kia có cái cây ớt này nè, em vẽ được hai trái ớt. Giờ em đi còn đi cắt xả nữa là vô em làm chế biến món ăn nha cả nhà. Đi mời cả nhà đi theo em. Ngoài này nè cũng mới trồng rồi, mấy bữa xả mới trồng đó cả nhà, được mấy cây ớt nữa nè, trồng em muốn trồng á. Xả em trồng nhiều lắm, lai gai có ăn được. Được cây ớt này nữa nè cả nhà, cây ớt này không có trồng nè cả nhà. Cả nhà thấy trái không? Đó mà chưa chín, tính ra coi có trái nào chín bẻ vô nó nấu ăn luôn mà chưa chín, mà trái được bự không nè cả nhà. Đó đây nè. Đó, thấy không, nó còn xanh nha cả nhà, nó chưa chín. Cái này không có trồng, nó tự lên. Nhà chỗ em không có trồng, tự lên nhiều lắm. Đây nữa nè, màu rau dền nè cả nhà. Đó, rau dền ít bữa có ăn là ra hái được mớ nữa đó. Rau dền nó mọc đây nè. Đi kiếm chỗ mớ gì đó. Cà tím. Ủa có trái không ta? Cà tím chưa có trái cả nhà. Giờ em đi tách bụi xả này ra. Mới tốt à. Bụi nó mới tốt, nó mới được có mấy ấy à nha, chiếc bụi nhà phép thôi cả nhà ơi, không dám chiếc nhiều. Em bứng nguyên gốc luôn nữa, về cho ông chồng em bóng la chơi. Bước qua bình cái bụi này nó đi để bứt một chỗ một nhiều quá không sót. Em nhổ muốn banh cái bụi xả của ổng luôn rồi. Thành quả của em đây. Nó bây giờ em sẽ đi vô rửa với rửa sắc xả nha cả nhà, sắc xả sắc ớt. Rồi em làm tiếp em. Có được có hai trái ớt.
ớt nhiều trái lắm cả nhà, nhưng mà nó chưa có chín. Có ớt còn nhiều trái lắm, mấy cây lận á. Giờ thắt xả xong rồi cái quay lại thắt kho luôn nha cả nhà. Bữa nay là cả nhà biết em làm món gì chưa đây? Bò tự ớt, rau lang và xả. Đó, giờ em sắc là bữa nay bao tử ớt thì em kho khô xả nha cả nhà, còn rau lang thì em cháy mỡ xào mỡ tỏi nha cả nhà. Xào tỏi. Đó. Gái em á, ớt nó không ăn nhưng mà nó ăn bao tử ớt, thế vậy thôi. Mua bao tử ớt về rồi xào kho xả luôn, chứ ớt kho xả ăn cũng ngon, bao tử ớt ăn ngon lắm nha cả nhà. Cả nhà chưa ai ăn thì ăn thử đi nha cả nhà, làm thử thì ăn ngon lắm. Đây cả nhà ơi, em sắc xả xong rồi nhưng mà em đã nhờ vợ con gái em nó bắt nước lên cho em và nó đã sôi nè cả nhà. Giờ em luộc, em trụng rau này sơ nha cả nhà. Em luộc rau cho nó sơ đi, đặng cái đầu quay là em vớt ra cái em xào cho nó tươi, cho nó xanh đó nha cả nhà. Giờ em bắt bếp bên đây, em có bắt bếp bên đây em xào bao tử ớt luôn nha cả nhà. Đó, để đó đi. Em vừa vàng vừa thơm, em thả bao tử ớt vô. Bốc mùi thơm đó cả nhà ơi. Cho nó săn lên hết, các em bỏ đồ niêm vô cả nhà. Bỏ một niêm, cho muỗng một niêm. Hơn muỗng bột ngọt. Gia vị thông thường nhà em thôi nha cả nhà. Đó. Xíu đường, xíu bột ngọt, xíu hạt nêm. Rồi hồi em bỏ nước mắm với nước màu vô. Cho miếng nước màu vô luôn nha cả nhà. Sơ cho nó đều, em đổ nước mắm vô. Bò tử ớt này thì nó nhanh chín lắm cả nhà. Cho vô chừng khoảng 2 muỗng nước mắm với canh nha cả nhà. Canh vừa ăn thôi nha cả nhà, em vừa nhà mình ăn thôi. Đó. Nhiều nữa thôi, giờ em đi bỏ xả vô cái nữa là em vớt rau nữa. Một tay làm không kịp. Em bỏ bên không ớt trước nha cả nhà, bên đây có ớt, em bầm ba giác bên không ớt trước thì đặng hồi em múc ra miếng cho nhóc nhỏ em múc miếng nước à. Em vớt ra cái gỗ nha cả nhà. Xong em đi xả với nước lạnh là cho rau nó xanh cái đó. Em đập bếp lên cái da nóng, em cho dầu vô.
thì em không có đập cho nó ấy nha cả nhà. Này nó còn bự quá. Đó. Em chỉ đập cho nó dập nhiệt thôi. Thả vô. Để vỏ luôn. Em lấy cái son của em luộc nãy em đổ nước ra rồi em chán cái để em lấy son em xào luôn nha cả nhà. Để bài ra nhiều cái quá rồi rửa mệt quá. Khát khát. Em xào lửa lớn luôn nha cả nhà. Nói chung là em làm cũng không có khéo mấy nha cả nhà. Cái gì á, em làm cũng được, cái gì là không được hết trơn, mà có một cái là em làm không có đẹp, không có khéo hơn như người ta thôi. Như mấy anh chị rồi sao mà ngộ thiệt, em làm cái gì cái mắt thẩm mỹ của em nó không có được khéo. Cho nó tan gia vị nữa là xong. Rau lang, xào tỏi và bao tử ếch kho. Cho nó thấm gia vị nha cả nhà. Thấm gia vị nữa là chín rồi. Cái này đúng là ta dập đá nữa cả nhà. À, mình vớt ra xong cái đầu mình là bỏ cái thau vô thau nước đá á. Dập đá nữa nó ăn cái cọng rau nó giòn hơn. Cái này cọng rau của em là nó bị mềm rồi đó nha cả nhà. Mà tại em tội lầm bí. Rồi nó cho em múc cái này ra cả nhà. Múc miếng này ra cho con gái em, rồi cái em mới bỏ xả vô nữa. Thế là xong nha cả nhà. Đó, món bao tử ếch em kho khô rồi nè. Em xào khô rồi, đó là xong. Con chén này thì em chừa cho nhóc nhỏ với con gái em. Giờ tắt bếp. Rau lang em cũng đã xong luôn rồi nghe cả nhà. Bây giờ em dọn dẹp cái hàng xén, cái chiến trường của em. Dọn dẹp xong rồi mới gấp ra ăn nha cả nhà. Xong rồi đó cả nhà. Xong rồi nãy giờ ngồi đợi chồng em cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng hồ, giờ gần 12 giờ mới được ăn đó cả nhà. Để nãy giờ rau đúng không bị muốn đen nữa đó cả nhà. Đó giờ em sắp ra hai dĩa thôi nghe cả nhà. Hấp nước này có chấm không? Có chấm không? Món gì đây? Bao tử ếch xào sa tế, kho sa tế đó. Ê, quên kho sa ớt, quên nó sa tế. Kho sa ớt rau muốn luộc hả? Rau muốn luộc nào? Rau lang xào, nay em làm xào luôn. Em mời cả nhà ăn cơm với em, mời các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với em nha. Nấu biết bao lâu rồi, để nó giờ nó nguội rồi cả nhà. Đợi không? Đợi thằng em đấy mà giờ đợi hoài nó không thấy nó về, giờ mới về dọn cơm ra nó giờ tới rồi cả nhà. Ớt nè. Ớt thương không cho ăn ớt nè. Bữa cơm đảm bảo. Đơn giản hai món gọn lẹ cả nhà. Cơm mà thiếu nước. Cơm đúng không? Ngồi chờ hoài em thấy mày về, mới vừa dọn cây xong mày về tới. Bao tử ếch nó giòn ngon lắm thôi nha. Chán ăn cơm luôn. À, mới dẹp chán vô cái sọc. Cái chén. Chén cái đũa. Ai lần ăn sao? Không có cá cướp nữa. Mấy chén là ăn luôn đi. Mấy bữa sáng hồi đó tốt rồi. Cắt được bữa không? Còn mấy bụi trong này nó không tốt, còn mấy bụi trong này nó cả nhà em không có tốt anh. Cho nhóc nhỏ ăn rồi, chị ba nó giữ cho nó. Nên con gái em nó cũng không ăn. Em bầm ba trái ớt mà không cay luôn anh. Ớt mua từ ngày nó không cay. Không, em hái mà có hai trái. Ừ, dạ.
chín rồi, hai trái chín em mới bẻ đó, hai trái chín nằm trong bên kẹt kia kìa, giống phải cây ngoài này. Không có sợ phải ăn với nước đá nhỉ? Cho nước đá luôn hả? Không cho nước đá luôn nữa nhỉ? Mới ngon. Nhà em là ăn khô, cái phải nhất là biết dùng cái nhà ăn mua khô á, mua khô về ăn lò chiên lên, chan nước đá lạnh vô, quất ăn ngon. Do em sợ không thành em bỏ đồ vô rồi thôi, không thèm em muốn vừa đâu. Rồi Quân ơi, nghĩ ăn à? Hỏi em ăn sao vậy? Ăn đá lạnh ăn rau cũng thần không? Nước không vô à? Ăn khô quá nước không vô à? Thôi luôn hả? Nó chết. Hai chết. Hai chết không lại luôn. Em mới hàng hết nguyên trắng còn trắng. Giảm eo ớt. Dạ. Giảm ở nhà em mình coi chưa. Ổng ăn cũng nào cũng lẹ. Ăn cái gì cũng vậy, không ăn cái gì cũng lẹ xem sao. Gà cũng ngon quá. Rau lan này luộc này em ăn được nhiều lắm cả nhà. Khi em luộc chấm ăn nữa, ăn nhiều lắm. Nó chạy liên tục mẹ đi anh. Lấy ngồi xe đó. Vườn nhà em thích ăn gì em chậm đó, bông điên điển, bông thưa đũa, bông thiên lý, rau lan. Bây giờ thì em đi hái rau muống có nhiều đó, xây dần ăn hoài coi nè. Lúc hổm em có mùng tơi nữa, cái này em làm biến em chậm. Mùng tơi, mùng tơi là nhà em hay ăn lẩu. Thang lẩu mình chầm một tơi hay nhúng vô. Rồi ăn đũa nữa. Thôi nữa. Anh vô đây chừa cho em chầm em. Nó thôi mà cái miệng muốn ăn. Rồi cho em chồng em đi tới ăn hồi hết không có ăn. Thôi xong rồi cả nhà ơi, clip em cũng đã xong rồi, em đi hay rau đi này kia là vô ăn xong rồi. Giờ em xin kết thúc tới đây cả nhà, xem nhớ thương tình bấm cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ cả nhà. Bye bye cả nhà.